Ngày 5 tháng 2 năm 2024, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 11 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. Tổ chức thu phí là các cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu địa chất khoáng sản theo quy định của pháp luật. Thời điểm nộp phí, khi nhận kết quả tài liệu địa chất khoáng sản, hình thức nộp phí theo quy định tại thông tư số 74/2022. Về cách thức sử dụng phí, 60% cho hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, 40% nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí do ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật.